Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023. Giải 7, các vé tận cùng mang số 7, 8, 9, 1, 2, 1, 3, 4. Giải 6, các vé tận cùng mang số 9, 4, 8, 1, 9, 1, 6, 1, 5. Giải 5, các vé tận cùng mang số 0594, 4871, 7149, 8937, 3123, 4242. Giải 4, các vé tận cùng mang số 6742, 1749, 8665, 0992. Giải 3, các vé tận cùng mang số 71926, 87565, 57336, 56415, 07553, 67042. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 10638, 56467. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 98338. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 85867. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 10SL, 12SL, 1SL, 2SL, 5SL, 6SL.